Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cặp nền. Thì đây là khu văn hóa khu Tây Đô Eco Park, đường 925, thuộc lọt vừa và lọt qua là Hậu Giang, cái răng Hậu Giang ha. Thì bệnh viện số 10, thì nó nằm gần khu vực bệnh viện số 10, cách khoảng 500m là tới bệnh viện số 10, chợ số 10 rồi. Bán kính trong vòng khoảng 500m thì đầy đủ tiện ích hết. Lộ giới thì 7m là mỗi bên 3m, tổng con đường khoảng 13m, quay về hướng Đông Nam. Thì ở đây thì nhìn thấy bệnh viện số 10 sát bên, nhưng phải đi vòng ha, đi vòng ra. Thì khu này rất là tiềm năng phát triển luôn. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 15 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì vị trí nền nó sẽ ngay đây luôn. Thì nó có sẵn cái mô hình nhà sẵn luôn nè, hai nền liền kề, mỗi một nền bề ngang 5, chiều dài 22 thì 110m, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Có mô hình nhà sẵn một trệt một lầu luôn ha. Đây thì ngay chỗ này. Thì ở đây nó có tổng cộng là 6 nền liền kề luôn. Thì chủ ai có nhu cầu mua hết thì cũng có bán hết. Còn nếu mua 2 nền hay mua 1 nền thì cũng có bán nha. Thì vì sửa chữa xây lên thêm thì quá đẹp luôn. Giá dao động 1 tỷ 6 một nền. Thì một cặp thì 3 tỷ 2. Giá còn thương lượng. Đường thì rất là thông thoáng, xe đậu rộng rãi luôn. Hai chiếc đậu, một chiếc qua mặt bình thường. Đây thì ở trong đang xây cất nhà lên luôn nè. Ở trong người ta đang xây cất nhà lên. Nhà cửa bắt đầu đang mọc lên cũng rất là nhiều. Đây nhà đây, nhà đó, ở đây đang xây dựng luôn. Đây, cặp lầu. Ở phía sau có mương hở phía sau luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì inbox. Thì số điện thoại để đi xem nền thì 0396400040. Sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi khi gửi gặp chỗ mình thương lượng mua bán ha. Ở đây đèn đường đầy đủ luôn. Có đèn đường đầy đủ, an ninh rất tốt. Thì bán kính trong vòng khoảng 500m là đầy đủ tiện ích lắm. Thì để chạy cái đường dài dài ra cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Nền thì ngay đây. Thì có một cặp liền kề, có nhà mẫu sẵn luôn. Nhà mẫu kiểu một trệt một lầu. Vì mình sửa chữa nhẹ lại là ở được rồi. Một nền chỉ có 1 tỷ 6, hai nền 3 tỷ 2. Giá còn thương lượng. Quay về hướng Đông Nam. Đây nhà bắt đầu mọc lên rất là nhiều. Ra khúc đây thì lộ tới 9m rồi nha. Khúc lọt vô trong tí thì lộ 7m, ra đây lộ 9m. Thì số điện thoại để xem nền thì 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi khi dưới gặp chủ mình thương lượng mua bán. Xin chào, cảm ơn rất nhiều đã xem.